Ok, hello, xin chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh YouTube của em Long Bùi Vũ Tân Long ở số 123 đường Thống Nhất, phường Thọ, thành phố Thủ Đức. Thì đây là dòng Warat 02 Pro mà Long Bùi sẽ giới thiệu đến mọi người trong buổi tối ngày hôm nay. Thì Long Bùi sẽ test 3 cây dòng Warat 02 Pro này. Thì đây là một dòng đàn mà Long Bùi đang hỗ trợ cho mọi người về vấn đề gỗ, chất lượng đóng, về cái người thợ đóng và khảm hai một cặp cá coi cùng với những cái nốt tương ứng trên cây đàn tạo nên cái điểm nhấn trên cây đàn. Nhưng mà đặc biệt cái dòng khảm cá coi này rất là cao tiền, nhưng mà Long Bùi làm đợt này nhận những cây tết tôm mà làm bằng cá coi cho anh em, cho nên tiền thợ thì Long Bùi dùng cái khảm đó, dùng cái ốc mà Long Bùi làm đó để làm vào những cái đàn này để kỷ niệm cho mọi người luôn đó. Thì đây là dòng 02 dòng Pro, có nghĩa là một cái dòng mà được người nghệ nhân hàng đầu tại Guitar Long chuyên cái tôm những cây classic cao cấp, mà trong quá trình cái tôm như Long Bùi đã nói, cứ hàng tháng nếu mà có chở hơn một tí là nó tầm khoảng 1,5 tháng đến 2 tháng thì Long Bùi sẽ ra những cái bộ gỗ được tuyển chọn cũng như là người thợ cao cấp đó sẽ cất tôm ra những cái đàn gọi là tầm giá thấp thôi cho mọi người, để mọi người dễ dàng sử dụng mà không có phải theo một cái yêu cầu nào của mọi người hết, mà Long Bùi sẽ làm theo một cái form chuẩn cũng như là những cái yêu cầu. Ví dụ bản cọc, quý tại sao mọi người thích bản cọc 48 rất nhiều như vậy thì Long Bùi sẽ ra bản cọc 48, ra bản thùng, ra quát, ra chỉ, mọi thứ trên cây đàn, tút, mặt Long Bùi sẽ là người làm ra, màu sơn Long Bùi sẽ là làm ra cho mọi người. Thì Long Bùi sẽ làm rất là nhiều đó, đa dạng mẫu mã tại cơ sở sản xuất đàn người ta đồng lên để cho mọi người tương với giá tiền hoặc là thấp nhất mọi người, mà Long Bùi duy trì cho cái người thợ cái tơ họ có công việc để làm và có cái tiền công trong đó để sinh sống qua ngày đó. Chứ bây giờ thời buổi bây giờ thật sự là kinh tế khó khăn, mà bây giờ cứ thơm lên những cái này theo cầu của khách hàng gọi là 3 tháng cho những người chú người anh nó cũng hơi lâu, nhưng mà đòi hỏi độ tỉ mỉ nó còn cao hơn này nữa. Nhưng mà cái tay nghề của người thợ họ đã làm hàng kỹ rồi, không thể nào họ làm giống như mình cũng vậy, không thể nào mà làm một cây đàn thường, không thể nào làm một cây đàn thường được một cái đó, cho nên Long Bùi buộc phải duy trì và làm ra vậy. Cứ hình tháng sẽ hỗ trợ cho mọi người. Nhưng mà cái lô này là hơn một tháng rồi đó, lô này có thể là 1,5 tháng đến gần 2 tháng Long Bùi mới xong 15 cây này đó. Thì Long Bùi sẽ lên clip bây giờ, mọi người sẽ nghe clip test trước rồi tí nữa Long Bùi sẽ quay mẫu mã, không chỉ mẫu mã đẹp đâu mà âm thanh nó phải đỡ, mọi người phải so sánh về Cocoba, Martinez, Enya thì xem thử cái độ sâu và cái tiếng nó có đẳng cấp như Long Bùi đã nói không nha. Thì bây giờ qua em Thành, đừng nói nữa nha, và Thành sẽ test cho mọi người nó thực tế nhất, mọi người nghe không qua thu gì hết mà chỉ qua một cái điện thoại iPhone của mình thôi, mình không dùng đồ thu, mình đưa máy quay sát lại để cho em đánh cái tiếng nó rõ ràng cho mọi người nghe nha. Ok, yeah, okay. Thank you.
em thích bài này và cho mọi người nghe được em thích. À nghe được. À thì ba chép. Cái này ha. Đây, đây mọi người thì mình đã xem mình đặt cái máy quay ở đâu cho nó rõ nhé. À, cho mọi người ha. Đây cũng là phải đứng ở sau không thôi. Nó sẽ xe lại tí mà vậy nha. Cái này dòng Wireless 02 Pro này á thì nó sẽ là cũng chưa tích hợp em bị sẵn. Hiện tại dòng điện Sony cộng 48 bản cộng 48 cộng dài 12 phím và 14 phím là đa phần là những người chú người anh đang gắn EV rất nhiều cho nên đang chọn đỡ gắn EV thì mình làm một ngày cũng có mấy EV thôi tại vì cũng không làm nhiều được. Đó. Đây mọi người xem nha, đây là con, đây là những cái bộ gỗ điệp mà đây là cái người thợ cũng như là mình sẽ tuyển lựa những cái bộ quân gỗ nó gọi là nó sọc đều nhau. Đó rồi bộ mặt phong screw. Đây là màu đi rìa nhạt, màu đánh giá một tí. Rất đẹp. Đó. Đầu cầm. Bộ khóa. Tút đèn. Đây là khảm ké. Thế là mình sẽ cho mọi người xem. Đây là cái watt bao bì. Xuất sắc. Đây là một cái mình cũng ưu tiên phòng khâu sơn. Người thợ sơn cũng là người sơn đèn cao cấp của mình. Đó. Sơn ra những cái đèn này. Đó. Rồi cầu này đó mình sẽ cho mọi người xem được hết hoặc cần một cái chi tiết trên cái đèn ha. Đây đó. rất xuất sắc mọi người. Đây là một cái quạt gỗ thật luôn ha. Như những anh em mà đặt những cái kết thơm từ 16 đến 25 triệu là mọi người cũng đã biết cái dòng này rồi. Rồi tiếp theo là cây thứ hai, đây là cây gỗ gỗ sòi. Gỗ sòi thì hôm trước mình có ra dòng 01 của gỗ sòi Pháp bản cộng 48 EWM2 với giá là 3 triệu rồi. Thì mọi người cũng đã xem dòng đó rồi. Thì đây là dòng gỗ sòi mà những cái bộ gỗ được tuyển chọn ra những bộ gỗ cực kỳ là chất lượng, cực kỳ VIP. Thì vừa cái độ cương và mọi thứ trên cái đèn là nó gọi là quá tuyệt vời. Tí nữa mình cũng sẽ cho mọi người xem đỡ về cái đèn này. Thì bây giờ em tiếp tục em test cái đèn này nha. Đó, em test cho mọi người. Em thích đánh gì em cứ đánh. Thank you.
Rồi mang một tí nhẹ đi cho mọi người nghe được cái tiếng réo rắt của cái này. Taiwan này mình ra rất nhiều, tại có nhiều anh em thích cái mẫu mã nó đơn giản, nhiều anh em thích cái màu sắc thì mình làm ra hết, nhưng mà một bộ khóa cực kỳ chất lượng. Và đây là bộ cườm của cây sơn pháp mà mình đã tuyển lựa ra đó, cả ngàn bộ gỗ mới có được những cái bộ gỗ như thế này đó. Và cái độ da độ cườm của nó lên. Và đây là màu sắc của phần mặt đó, phần mặt ha, cực kỳ xuất sắc mọi người, cực kỳ xuất sắc. Chờ cái độ cân đối một cái dây cho mọi người xem đi. Chúng ta chân thật lên dây thì mình cho mọi người xem ha. Cái này cực kỳ xuất sắc luôn. Anh em nhanh tay sở hữu nha. Anh em nhanh tay sở hữu nha. Chứ có những cái này mà cái mọi người hỏi lại thì nó cũng sẽ không có nha. Rồi tiếp theo cái đó đi em, đợi cho nó kịp clip chứ anh sợ clip nó dài á. Đây là cái bộ lăng ha, cái cuối cùng trong cái bộ phục vụ này. Suốt mà đá vào chứ cầu thủ hay mà chỉ là nhìn vào cái độ đô con, nhìn và chạy nhanh như Usain Bolt đúng không? Ở đó cứ như vậy thì cũng không được. Cũng như Long Bàn, Long Mùi gọi là đàn đẹp mà không test thì cũng vậy, nhưng mà test rồi đó, ông test xong rồi mình chỉ cần này,
là nghe được cái tiếng bass của nó. Độ ngon của nó. À, độ ngon của nó. Tại sao nó lại như mình đã nói, tại sao lại đứt Cordoba và Martinez là như vậy đó mọi người. Tiếng chết. Kinh khủng không? Sẽ quay cho mọi người thưởng thức những cây đàn có thơm của ba dòng này ha. Rồi thì bây giờ quá trình mình quay thì Thành em quay lên dây một hai cây dòng điệp bên kia đi, để tí nữa anh sẽ lên một clip khác cho mọi người nữa nha, đỡ kịp cho mọi người, ok không? Đó là những cái gì mà thực tế nhất hai anh em mình đang làm trong cái buổi tối ngày hôm nay. Tại vì ngày mai thì mình gọi là mình rất bận đấy nè, đi đó một hai cây bên đó đi, ở ngoài đấy. Ngày mai mình rất bận, tại ngày mai mình có những cái đơn hàng mà anh em đặt lắp EV rồi, cho nên mình phải thích hợp EV, cho nên cực kỳ là bận rồi đấy. Thật lên một hai cây đi, tí nữa hai mình sẽ test tiếp. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu cho mọi người, đây là cây dòng Pro. Đây là về màu sắc của cái dòng Pro ha. Đó, đây là cây số 1. Mọi người mua, mọi người chụp màn hình vào cho mình, chụp màn hình vào cho mình nha, để mình chọn đúng cái cây. Ví dụ mọi người nói số 1 và mọi người chụp đúng cái cây ra, mình sẽ soạn cho mọi người đúng cái cây mà mọi người sẽ yêu thích. Tại vì mỗi người thích một cái màu sắc đó, nhưng mà những cái cây này màu nào cũng đẹp. Đó, số 1. Đây là cây số 2 đó, thì trên đó mình sẽ làm cái màu cồng. Đây là cây số 2. Bao bì cái quát bao bì rất đẹp. Đây là bộ cá của mình, rất đẹp. Tại sao mình lại làm đông lọt cái ấy khảm này vậy? Thì mình muốn cho mọi người nó có một cái gì đó, nó trong một cái lô của nó gọi là nó đẹp, nó hài hòa. Và dòng cá này cũng có rất nhiều anh em yêu chuộng. Đây là cây số 3. Đây là cây sơn mờ. Đây là cần 50 nha mọi người, dòng này là cần 50. Mình muốn đóng ra được cái dòng chuẩn cho cái người thợ họ làm ra, chủ yếu là về cái âm thanh, nên mình sẽ không có đòi hỏi qua cái kiểu cách hay cái gì hết, mình sẽ đưa ra đó. Đây là cây số 4, cũng là cây sơn mơ, nhưng mà đặc biệt cây này là cần dài 14 phím. Nếu anh em chơi 14 phím, chơi dài hơn classic 2 phím thì chơi cây này. Đây, chia đều ra cho mọi người. Cây này cũng rất là đẹp ha. Đó, mọi người thích cây số 4. Số 5, màu vàng Yamaha, cần dài 14 phím, thì nó có 2 cây cần dài và 3 cây cần chuẩn ha. Đó, mọi người lựa chọn. Âm thanh thì nó như nhau thôi mọi người, âm thanh thì như nhau thôi, nhưng mà cực kỳ xuất sắc. Mặt vàng Yamaha rất đẹp ha. Đây là mình đứng xa cho mọi người nhìn được cái cây đàn, mà trong đó là màu sắc, trong đó là một mặt cực kỳ xuất sắc. Đây là 5 cây dòng là Warrat 02 Pro của bên mình đang hỗ trợ giá cho mọi người. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho mọi người 5 cây xoài Pháp. Thì hôm nay có một người anh ở Hà Nội, một người anh ở Đà Nẵng và một người anh ở Nha Trang đang nhắn tin mình hỏi dòng này, nhưng mà thật sự là mình làm chưa kịp, và mình nói là mình hẹn mấy anh là có gì tối mình lên clip rồi mình quay cận cảnh những cái đàn hết cho mấy anh chọn, chứ thật sự là hôm nay mình làm mình không kịp lên trên phòng này luôn, không kịp lên trên phòng live của mình luôn. Đây là dòng soi, ví dụ như cái dòng soi này nè, đó, ví dụ có những cây mình cũng tích hợp EVMA sẵn này, đó, tích hợp từ đầu luôn, đó, thì mọi người cứ cộng vào EVMA là 1 triệu nữa, nha. Còn EV gì thì mọi người cần EV Fitman hay như EV nào mọi người cứ tính sau. Đây, rất đẹp, cây này rất đẹp ha, cây này và cái độ màu này, xuất sắc.
những cái bộ xoài mà cả ngàn bộ mới tuyển lựa ra được những cái bộ gỗ xoài như thế này, xoài Pháp. Cái quần cơm của nó lên từ quần ngang quần dọc nó lên đều. Đó, số 1 có cái quy M2, cái này 6 triệu ha. Nếu khỏi đèn không là 5 triệu. Đây, đây là cái số 2. Cộng chuẩn 12. 12 phím, mọi người thấy cộng chuẩn 12 phím. Cộng chuẩn, cộng dài thì mình sẽ báo cho mọi người nha. Cộng dài mà mình sẽ báo cho mọi người cực kỳ đẹp luôn. Mọi người nhìn cái vòng cuồng của nó cực kỳ đẹp. Số 2 cầm chuẩn. Tiếp theo là cây số 3. Là mình xem thử bao nhiêu cây còn dài và còn ngắn nhé. Mình sẽ giới thiệu luôn một lần để cho mọi người dễ dàng chọn ha. Rồi. Đây, trong đó thì nó sẽ có là hai cây cầm hai cây cầm là chuẩn 12 phím. Tiếp theo là đây là cây số 3 của dòng gỗ xoài. Dòng Pro. Đây. Cây số 3. Đây là một cá. Đây là mặt quang Yamaha. Cây này là cần dài 14 phím nha mọi người. Cần dài 14 phím. Có nhiều người nói mình sao không quay từng cây để ra bán, nhưng mà không. Mình sẽ lên video cho anh em đang thích cây nào anh em dễ dàng chọn. Tại khi mà anh em đã đam mê cái đàn của mình rồi thì anh em sẽ gọi là yêu thương mình. Đây, bộ còng. Đó, cho mọi người thấy được cái bộ còng. Xuất sắc lắm mọi người. Đây là mặt vàng Yamaha. Cây số 3 cộng 14 phím, 750. Tiếp theo là cây số 4. Đây là ba cây đầu là ba cây sân bóng. Thì cây số 4 cộng dài 14 phím là sân mờ. Đây, sân mờ đây. Anh em thích sân mờ thì chơi sân mờ. Anh em thích sân bóng, chơi sân bóng ha. Đó. Đây là mặt gỗ tự nhiên, màu rất đẹp. Em vui quay nhanh một tí chứ đợi nó lên cái số phút nó nhiều quá là nó bị chậm. Số 4. Tiếp theo là cây số 5. Cầm 14 phím luôn. Đây là cây sơn mờ mặt seda. Cái đây là mặt seda đó, đây đa dạng cái mặt màu gỗ. Mặt seda mặt tự nhiên luôn. Đó. Trông rất là đẹp, xuất sắc luôn mọi người. Xuất sắc. Cực kỳ xuất sắc. Đó bụng chưa? Nãy ăn dĩa bún rồi đói nổi nữa đúng không? Rồi, đó là 5 cây xoài. Tiếp theo là 5 cây bằng lăng. Đây là cây mới đánh hồi nãy này. Cây này là cầu dài luôn. Đó, bằng lăng. Đẹp. Đây là cây số 1. 14 phím. Cầu dài 14 phím. Cây số 2 cũng là bằng lăng, cầu dài 14 phím. Bột luôn. Cá mặt. Nhớ mọi người nhớ nha, nhớ cái dòng nào mọi người chụp lại cho luôn. Tiếp theo là cây số 3. Cây số 3 cũng là cần dài. Này, cần lâu cái đi. Một cuồng. Có cái WM2. Đó, thì mình tích hợp ra cho anh em vài cái WM2. Tại WM2 này nó mình làm, mình tích hợp đầu tiên vào thì cái cầu thang nó không bị dính. Không bị dính. Đó. Mặt quạt Yamaha. Cần dài 14 phím. Xuất sắc lắm mọi người. Cây số 3. Tiếp theo là cây số 4. Cây số 4. Màu rìa nhẹ nhàng, màu rìa rất đẹp luôn. Màu này mình rất thích. Đó. Cây số 3 cần chuẩn 12 phím. 12 phím là nó sẽ nằm ở đây này. Đó. Anh em thích chơi quen với classic đó là chơi cần chuẩn. Anh em thích chơi ngoài dây sắt thì chơi cần dài. Đó. Đây là những cái dòng semi dây lỏng ha. Tiếp theo là cây cuối cùng, cây số 5, còn chuẩn luôn, màu gỗ tự nhiên, sơn mờ, sơn bóng, mọi người nhìn thấy rõ mà đúng không? Đó, bộ cầm bằng lăng luôn, rất hài hòa cho một cái đàn, dòng Pro cũng cực kỳ là xuất sắc cho mọi người. Rồi, đây là clip về dòng Varad 02 Pro. Long Mùi đang có thơm cho mọi người, hỗ trợ giá cho mọi người cực kỳ là tốt luôn mọi người. Hiện tại nói về cái đồ kỹ, đồ chọn gỗ cho tới người thợ có thơm, người thợ sơn là đặc biệt, là Long Mùi nói là tuyệt vời cho mọi người. Rồi, em Long Mùi xin chân thành cảm ơn mọi người nhiều khi mọi người
mua hàng mọi người đặt cọc hoặc chuyển khoản, thì cái đó thì mọi người cứ kết bạn vào Zalo số điện thoại 0987646639 của em Bùi. Khi mọi người đặt cọc thì mình sẽ gửi cái phương thức thanh toán, ví dụ cọc 1 triệu thì tiền còn lại và cộng tiền ship, còn mọi người chuyển khoản đủ thì Long Bùi sẽ free ship cộng thêm thay vào cho mọi người một bộ dây xúc xắc, một bộ dây xúc xắc đã vào đài cho mọi người, đó âm thanh nó còn hay hơn nữa, nó còn nhẹ nhàng hơn nữa ha mọi người. Rồi em Long Bùi xin được chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều và xin hẹn gặp lại mọi người trong những clip sau của em Long Bùi. Em Long Bùi xin chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều.